Mẹ ơi, đã bao giờ bé yêu thổ lộ cho mẹ ước mơ của mình chưa? Ước gì con cao hơn, để trời mưa con che ô cho mẹ. Ước gì chân con dài thêm, để mỗi sáng con thắt cà vạt giúp ba. Ước gì con cao thêm xíu nữa là tắt được đèn cho ba rồi. Những ước mơ hồn nhiên hôm nay rồi sẽ lớn khôn cùng con trong tương lai. Một chiều cao lý tưởng sẽ giúp con tung cánh khắp thế gian. Thành chú cầu thủ U23 tài năng, thành một nhà khoa học hàng đầu, hay một doanh nhân thành đạt. Mẹ hãy cùng Abot Pro chắp cánh ước mơ cho con bằng động tác đập tay high five đơn giản. Đập tay chính là động tác giãn người cơ bản giúp bé yêu tăng chiều cao đó mẹ. Mẹ đã sẵn sàng chưa? Tham gia thử thách đập tay thêm cao lớn, bé nhận quà thật vui cùng Abot Pro ngay hôm nay để nhận những phần quà hấp dẫn mẹ nha. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại fanpage Abot Pro Việt Nam.